Nghỉ ngơi vài tiếng sau ca làm việc khuya, nhóm nữ công nhân này lại tiếp tục với một cuộc hành trình khác. Các cái bước các bạn cần lưu ý khi bạn đi tìm nhà trọ là như thế nào để đảm bảo cái sự an toàn cho mình, rồi địa điểm làm việc, rồi điều kiện làm việc. Sau khi thảo luận, những tình nguyện viên áo xanh di chuyển tới từng nhà trong xóm trọ để chia sẻ với chị em về ứng dụng và kinh nghiệm họ tích lũy được. Hơn ai hết, họ thấu hiểu sự vất vả và khó khăn khi chân ướt chân ráo lên thành phố. Như cái lúc mà mình đi tìm nhà nhé, mình phải tự đạp xe đạp đến các xóm trọ để tìm. Có khi tối đường hẻm thì mình vẫn phải đi, sợ lắm. Có nhiều lúc mà người ta đi theo ấy, mình rất là sợ nhưng mà mình vẫn phải đi tại vì mình không có phòng trọ ở ấy. Khi đi tìm việc thì nếu không có người quen thì thật sự là rất là khó. Mới đầu mình cũng chưa có kinh nghiệm gì nên có thể phải thi vài công ty mình mới có thể đậu được. Bây giờ mà có cái app này thì nó lại quá tiện lợi, không phải đi qua môi giới. Mình chỉ cần ngồi ở nhà tải app và có thể biết được hết các cái thông tin việc làm này, nhà trọ này. Với giao diện và cách sử dụng đơn giản, chỉ sau ít phút được hướng dẫn, nhiều chị em đã có thể nắm bắt thông tin trên ứng dụng. Cái app này sẽ dễ sử dụng vì giờ ai cũng dùng di động. May mắn được tiếp cận với ứng dụng từ những ngày đầu lên Hà Nội, chị Thanh đã sớm tìm được nhà trọ phù hợp. Từ trong quê ra hết 1 tiếng và sau 1 tiếng nữa ở đây thì tôi tìm được nhà. Rất hài lòng tại vì cái nhà tôi đang ở thì đúng với những gì ở trên app giới thiệu. Ứng dụng hành trình an toàn được xây dựng hướng tới người dùng có trình độ và mức thu nhập vừa phải. Tuy nhiên, sự an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Mạng lưới doanh nghiệp cung cấp việc làm và mạng lưới nhà trọ của ứng dụng đều được dự án và cơ quan chính quyền địa phương kiểm định và cấp giấy chứng nhận. Và một cái điểm mà có thể nói là đặc biệt của cái ứng dụng này đấy là chúng tôi tích hợp các cái nội dung về phòng tránh quấy rối xâm hại tình dục và rất nhiều những cái nội dung khác để thúc đẩy quyền và bảo vệ quyền cho các bạn là nữ di cư. Sau 1 tháng thử nghiệm, ứng dụng đã có hàng trăm tài khoản đăng ký sử dụng thường xuyên. Dự kiến trong năm nay, ứng dụng sẽ được phổ cập với nhiều tính năng hơn, nhưng giảm dung lượng để phục vụ tốt nhất cho lợi ích của những người phụ nữ yếu thế.